Ok. Xin thần thánh mới. Hai loại sim nha. Đầu tiên là sim giá rẻ lớp mini. Rồi, bây giờ mình sẽ test như vậy. Bỏ vô đây. Hướng dẫn như các bạn cách sử dụng. Và tay ra. Chờ lên cột sóng ha. Khẩn cấp. Chính thằng mã này nha. Đúng rồi, nó sẽ hiện lên cái ô này. Bây giờ mình sẽ nhập mã. Như mã là như này. Chính. Bốn số 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 bấm gửi. Cảm nhận. Xem ra. Đúng rồi. Vô cái sim này nãy mình đã sử dụng rồi. Nên bây giờ nó báo như vậy, nó tự động lên. Bây giờ mình sẽ thay với một cái sim khác, chỉ làm một bước vậy thôi. Máy nào nó văng ắc ti ra thì mình cứ ắc ti cái nó phải ắc ti vô ha. Nhập cái ICCID đó vào rồi giờ mình thay sim sẽ văng ắc ti ra đấy. Nhập xong mình sẽ kiểm tra lại, nếu mà đúng cái mã này là ok tùy vào thôi. Đấy. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ test với cái sim khác. Bây giờ là cái đó là lớp mini nha. Còn cái này là tới là bây giờ là lớp sim xanh full. Bây giờ cái này đã thành sim thần thánh rồi. Không cần nhập lại, chỉ nhập một lần đầu đó thôi. Rồi sau này khi mà cái mã đó nó có bị fix trong thời gian sắp tới thì mình vẫn có thể tái sử dụng bằng cách đó. Khi mà có một cái mã mới mình nhập vô như thế nữa thì nó sẽ vẫn là trở thành thần thánh trở lại, nên sim mình sẽ không có vứt đi, mình vẫn có thể tái sử dụng được nhiều lần. Đây. Cái mã này là cái mã cũ rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại giống như nãy. Thằng ha. Chờ xíu nó lên sóng nữa. Rồi. Đây lên rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nhập 9 0 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 11 đấy. Rồi chọn sắp món này nha.
chấp nhận. Mình cũng không cần phải rút sim ra chọt lại nữa, tự động nó ấy luôn. Bây giờ mình cứ thử về đi, mình thấy cái mã nó thay đổi là ok đấy. Đấy. Ok, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Thì sau này thì cái mã này nó có bị fix thì mình cứ thế, mình chờ có mã sau thì mình cứ nhập vô mình xài là nó trở lại thần thánh tiếp, nó không có bị chết luôn. Như một cái số sim mà nó setup sẵn cho mình, nó không có cái mod để chỉnh sửa đó thì nó phiền phức lắm đó. Và hiện tại thì cái mã này của cái đội lớp sim của mình nó là người cung cấp đầu tiên ở Việt Nam, có thể nói là ở trên thế giới luôn. Rồi, ok, hay sim. Đợi lên sóng là mình nó tùy vô, nó full hết chức năng, nó thần thánh 1, 2 nó như thế nào thì bây giờ vẹt này nó vẫn như thế. Và sau này vẹt 3, vẹt 4, vẹt 5, vẹt 100 đi chăng nữa thì miễn có mã là mình cứ nhập vô là mình sử dụng thôi, nó đều là như nhau hết. Rất là ok. Rồi ok, mình kết thúc ở đây. Bạn nào cần liên hệ mua sim thì mình có số lượng mình đã trữ sẵn rất là nhiều nên không có sợ cháy hàng hay là hết hàng gì hết. Bên mình cam kết đưa giá ra là rất là hữu nghị ở cái thời điểm hiện tại. Bạn nào nhập số lượng có thể nói là giá có thể là rẻ hơn nhập từ nguồn Trung Quốc ha. Rồi ok, xin chào các bạn.